Chiều ngày 1 tháng 2, đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tính đến nay, Quảng Ninh ghi nhận tổng cộng 30 ca nhiễm. Ngành y tế tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng y tế nhà nước, y tế tư nhân, lực lượng dân quân y, trường đào tạo ngành y, cán bộ y tế đã nghỉ hưu tham gia phòng chống dịch. Theo thống kê, Quảng Ninh huy động trên 7.000 y bác sĩ tham gia chống dịch, thành lập 10 đội điều trị chuyên khoa, 16 đội phản ứng nhanh, 26 đội cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng điều động, tăng cường hỗ trợ cho các địa phương. Các địa bàn được xác định là trọng yếu, có nhiều ca nhiễm gồm Đông Triều, Hạ Long, Vân Đồn. Kể từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, toàn tỉnh đã thực hiện truy vết gần 50.000 người. Quảng Ninh cũng cho phép dừng tiếp nhận người bệnh và giải phóng toàn bộ người bệnh đang điều trị tại 4 bệnh viện trên địa bàn nhằm tập trung điều trị cho các ca nhiễm COVID-19. Đặc biệt, đối với những trường hợp bệnh nhân biến chứng nặng, nguy kịch, ngành y tế địa phương chủ động phương án điều trị tại chỗ mà không phải chuyển tuyến. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá Quảng Ninh đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, nhanh chóng, bước đầu chặn đà được lây lan từ virus. Tuy nhiên, tình hình của tỉnh vẫn rất cấp bách, phức tạp và khó lường. Ông Dương cảnh báo. Để công tác phòng chống dịch quyết liệt hơn, ông Dương đề nghị Quảng Ninh kích hoạt tổ y tế cộng đồng để những tổ này là cánh tay nối dài của chính quyền. Ngoài ra, vị phó viện trưởng cho rằng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm minh các hành vi lơ là chống dịch. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký cho biết, mục tiêu của Quảng Ninh là nhanh chóng dập dịch, giảm thiểu ca mắc mới, phấn đấu không có ca tử vong. Chậm nhất là đến ngày 9 tháng 2 năm 2021, tức ngày 28 tháng 12 năm Canh Tý, phải có thông báo về các vùng an toàn để nhân dân biết và đón Tết. Ông Ký nhấn mạnh và đề xuất chính phủ dành tiết kiệm 10% chi ngân sách thường xuyên và các nguồn hợp pháp khác để mua vaccine sớm nhất cho người dân. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.